không đổ sức lao động của tớ vừa thôi chứ. Phải cho tớ nghỉ ngơi một tí. Tí vẽ xong, tớ sẽ mời cậu đi ăn. Coi như bà biết điều đấy. Không phải ngồi như thế, sửa lại đi. Như này này, bỏ cái chân này xuống. Cho cái tay này lên đây. Nghiêng lên một tí nào. Không được. Từ từ thôi, ngửa mặt lên. Ôi trời ơi, con biết chơi cái. Mẹ nuôi mày ăn học tử thế đâu mà mày đứa đôn thế này hả? Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu ạ. Còn cái thằng này nữa, mày là thằng nào hả? Mày, cháu, mày cháu là bạn nhất của à. Từ bao giờ thế hả? Mẹ ơi, con xin mẹ đấy, không phải như mẹ nghĩ đâu ạ. Mày là con cãi mẹ à? Thế cái gì đây? Bát hai chiếc, đũa hai đôi. Quần áo này còn treo chung một móc cái kia. Thế chúng mày ở chung với em từ bao giờ đấy hả? Mẹ ơi, mì là bọn con vừa ăn xong. Quần áo kia là của con mà mẹ. Bọn con chỉ là bạn thôi ạ. Dạ vâng ạ, bọn cháu chỉ là bạn thôi ạ. Là bạn thôi á? Mày đừng có trứng khôn hơn vịt. Mày lừa ai thì lừa, mày đừng có lừa cả mẹ mày à. Hả? Trời ơi, mày bôi cho tắt chấu vào mặt mẹ mày rồi. Mày không phải giải thích à? Về đi, bây giờ nói gì mẹ tao không cháu nghe đâu. Cháu không cô ạ. Mẹ vẫn bị cao huyết áp hả mẹ? Cho con xin lỗi mẹ. Nhưng thực sự là mẹ đang hiểu nhầm bọn con đấy ạ. Nhà người ta tử tế đàng hoàng, nhà người ta có tiền. Bây giờ thì hỏng hết rồi. Ai người ta lấy cái đồ hư hỏng như mày nữa. Con đã học xong đâu mà lấy chồng hả mẹ? Thôi, bây giờ bố mẹ cũng không còn đủ sức để lo cho con nữa. Về lấy chồng đi con. Học 3 năm thế là đủ rồi con à. Phải lấy chồng đi. Không, con không lấy chồng đâu ạ. Tôi không đẻ ra để nuôi con đến già. Mẹ coi con như con vật, nuôi lớn chỉ để gả bán hả mẹ? Sao mẹ ác với con thế? Bây giờ bố mẹ cũng không còn đủ sức để lo cho con nữa. Con về lấy chồng đi, để cho bố mẹ được yên tâm. Con không lấy chồng đâu ạ. Bố mẹ không nuôi được con, con sẽ tự đi làm kiếm tiền. Mày giỏi rồi. Được rồi, từ giờ trở đi mày tự sống tự lập đi, đừng có lo đến bố mẹ nữa nhá. Cô ơi, con giải thích đã. Con với Hà chỉ là bạn thân thôi ạ, chứ không có gì đâu. Với lại Hà mới học vẽ tranh nên nhờ cháu làm mẫu. Chứ cháu thề với cô là cháu cả Hà trong sáng không có gì ạ. Thôi, cô mệt lắm rồi, cô cũng chẳng biết nói như thế nào nữa. Nếu cháu là bạn thân của nó, cháu quay lại khuyên nó giúp cô về nhà lấy chồng đi. Cưới được sớm hay nào hai ngày ấy. Bởi chú nhờ cô đi khám, người ta nói chú bị ca dạ dày giai đoạn cuối rồi, chả sống được mấy nữa đâu. Thật hả cô? Cưới được mấy tháng trước Tết thì càng tốt, bởi vì sau Tết là ngân hàng người ta đến người ta lấy mất nhà rồi. Giờ mà cái Hà nó không đồng ý thì cô chả biết lấy tiền ở đâu để trả cho người ta. Dạ, thế để cháu nói chuyện với Hà xem sao ạ. Thôi, cô về đây. Dạ. Cháu cố gắng khuyên bảo cái Hà giúp cô nhá. Vâng ạ. À mà này, cho cô xin số điện thoại để có gì cô còn gọi cho cháu. Cô đợi cháu một chút ạ. Dạ, số điện thoại cháu đây ạ. Cô cảm ơn. À mà cô ơi, cô đợi cháu một tí ạ, để cháu đi lấy xe rồi đưa cô ra bến ạ. Không cần đâu, cô đi xe buýt cũng được. Cảm ơn cháu. À, chào cô ạ. Alo, An à, nhà Hà có biến rồi. Nhớ quảng cáo cho quán chị này nhá, ngon ghê á. Ngon đây kéo lại thành quán tủ ấy. Ngon thật. Cô ơi, cho cháu gửi tiền ba bát bún ạ. Thôi, bữa nay tớ mời. Tranh của cậu đã vẽ xong đâu, tiền đâu mà mời. Về cẩn thận nhá, có gì nhớ phải gọi cho bọn này đấy nhá. Nhớ chưa? Nhớ rồi, các cậu cứ về trước đi. Tớ về nhá. Tớ về đấy. Bye. Bye. Thế là bà vẫn quyết định là ngày mai về quê đấy ạ. Ở đây đâu.
đâu có chỗ cho tôi đâu. Hay là phá cửa lại đi. Ngày mai ba đứa mình hẹn nhau ở đây để làm gì? Thực ra bây giờ có gặp hay không gặp ý thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Mà kìa, còn buồn thêm ý chứ. Nghe nói nhiều như những phát thanh viên, người bán hàng, ca sĩ với giáo viên, dễ viêm thanh quan và khan tiếng ai ơi, dễ viêm thanh quan và mất tiếng ai ơi. Đã có viên nén yêu khí thanh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, giúp giảm các triệu chứng viêm thanh quan mất tiếng khan tiếng. Nhờ có tiêu khiết thanh, giọng nói trong sáng hơn. Nhờ có tiêu khiết thanh, giọng nói trong sáng hơn. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.